Trước màn ảnh bà con anh chị, đây là một cái quãng đường nhựa nha. Từ ngay vị trí này nè, mình chạy cái hướng này nè, là khoảng 200m sẽ đụng là ngã tư. Anh chị quẹo trái thì nó thông trong xóm, thông ra khu công nghiệp Tổng Phú Trung luôn nha. Bọc dòng ra khu công nghiệp là cổng chào khu công nghiệp bệnh viện Xuyên Á luôn. Thì anh chị quẹo mặt nữa thì nó sẽ ra ở đường quốc lộ 2, ra chợ sáng Tân Phú Trung, ra ngã tư Bù Đá. Ở đây cách ngã tư Bù Đá, chợ sáng Tân Phú Trung khoảng cây nha. Đường em thông xuống chợ chèo luôn nha anh chị, thông xuống nhà Mũi Tàu, nhà hàng Củ Mì được luôn nha. Anh chị nhìn ha, khu vực này, nhà này, còn là nhà nóc bánh ú bánh ít được không ha, hàng rào đồ nóc thái không, đặt ngói đây, mẫu nhà vườn vậy nè. Đường này là đường thông thương nha anh chị, đường thông trong xóm và thông liên xã luôn nha. Và cái tuyến đường này là từ mí này qua đây 5m, quy hoạch đường mỗi bên vô là 3-4m gì nha. Khu vực này bao anh chị nha, đã không có mã mồi. Ở đây nhà hàng xóm nè, ở đây thì một cái lô đất nè bỏ, và cái hướng ngược lại đây nè, cái hướng này từ ngay vị trí này nè, bà con anh chị mình chạy cái hướng này nè, cách 70m thì nó sẽ gặp giao nhau đụng đường nhựa nè. Ngay đường nhựa đó anh chị mình quẹo trái cũng thông ra khu công nghiệp, quẹo mặt ra đường quốc lộ 2. Cái khu vực này đường bằng tài nha anh chị, ở đây có anh chỗ tiệm rửa xe nè, kia nhà hàng sớm ha, đường wifi cấp mạng điện 1333 là đầy đủ nha. Ở đây thêm một cái lô đất trống nữa, kia là nhà hàng sớm kìa. Thì hôm nay là mình chia sẻ giới thiệu anh chị cái mảnh đất này, cái này qua đây 5m, dài 34 nha, diện tích 165m, đất ở 150m nha bà con anh chị, đất tranh rách rõ ràng hết à. Đường bao qua mặt có cổng luôn hết, đường này là xe cộ là chạy tứ tấp hết anh chị. Đất là hướng đông ha, tường xây nè cao tầm 2,5m nha anh chị. Ở đây là mình đi nhờ cái lô đất bên đây nha, chứ là giới thiệu anh chị lô đất bán đây ha, đây nhà sớm. Khu vực này là chức năng khu dân cư nha anh chị, mã mồ không có rồi, sạch sẽ. Ở sau là có con đường đó, là trong sổ để là đường bờ kinh ha, kinh tiêu, kia cái nhà cấp 4. Rồi em xin nhắc lại cái lô đất ngay mí này ha, đủ anh kia là 5m, hậu 34, 165m, đất ở 150 nha anh chị, sổ hồng riêng, đất hướng đông, tường bao rào hết à, bốn mặt có cổng luôn hết à, dân cư ở đông đúc à. Giá bán công khai là 3,2 tỷ nha, ngay lô đất cách của ủy ban xã Tân Phú Trung cây, cách đường quốc lộ 2 300m, cách trung tâm thị trấn Củ Chi, cầu vượt Củ Chi 7 cây, cách cổng chào Tây Ninh 23 cây, cách bến xe An Sương đến lô đất này mắc 15 cây. Ngay cái lô đất này nè, cách trên đường tỉnh lộ 15 ngõ tư Tân Quy mắc có 9 cây nha anh chị. Rồi, mọi thông tin anh chị vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0909 511 029 ha. Thì lần đầu tiên chị nào tới kênh Nhà Đất Chợ Củ Chi giá rẻ, nhớ ủng hộ mình cái nha, nhấn cái chuông và đăng ký kênh để cập nhật theo dõi những clip mới nha anh chị, hoặc là anh chị mình chia sẻ video bạn bè người thân để cùng tham khảo nha.
Rồi, cái lô đất này tọa lạc thuộc ấp Bến Đò 2, xã Tân Phú Trung, địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ mong muốn bán là 3,2 tỷ, giá công khai trên mạng nha. Đất là Chánh Hưng Đông, đối diện bên kia đường nhà hàng xóm nè anh chị. Nhà hàng xóm ha. Đây. Anh chị nào mà có nhà đất Củ Chi có nhu cầu mà ký gửi thì ký gửi Zalo hoặc là liên hệ qua số điện thoại mình nha. Ngay lô đất cách trường học mầm non, trường học cấp 1, cấp 2, Bách Hóa Xanh, đường quốc lộ 2, chủ ban Tân Phú Trung, chợ sáng Tân Phú Trung, bán kính là 1 cây nha anh chị mình. Đường xá thông thương ha, hạ tầng đường nhựa. Đây. Rồi anh chị nào thích thì kết Zalo mình gửi sổ sách ha, tư vấn cận kề cụ thể hơn, tắt nè. Nghe cái ranh này nè, trừ lũ giới ra mấy đường đó, 3 mét, mỗi bên 3 mét. Đường này xe 5 chỗ, 7 chỗ là di chuyển thoải mái, vi vu nha anh chị. Xe đổ đất 5 khối rồi. Đất này người ta có hạ đồng hồ điện luôn ha. Hạ đồng hồ điện này. Đây, dân cư ha. Rồi em xin nhắc lại giá bán công khai á, 3,2 tỷ sẽ còn thương lượng, chức năng khu dân cư nha. Đến đây mình khép lại video. Xin chào và hẹn gặp lại bà con anh chị đã quan tâm theo dõi những clip kế tiếp nha.